Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình, chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản tin nóng mới được cập nhật trong ngày. Đại gia Thái Bình vác cả bao tiền, mua cá thủ vàng 1,5 tỷ. Bắt được con cá thủ vàng quý hiếm, người dân Thái Bình được một đại gia trả giá với cả một tỷ đồng cho báu vật nặng 70kg này. Chuyện của anh Bùi Đình Thắng đánh bắt được cá thủ vàng nhanh chóng lan truyền khắp cả làng Tân Sơn. Ai ai cũng mong được tận mắt chiêm ngưỡng loài cá mà nhiều năm nay đã biến mất. Câu chuyện ly kỳ về loài cá lạ hiếm có vô cùng. Trên đề Tân Sơn, kẻ đứng người ngồi tụ tập đồng nghiệp từ chập tối để được nhìn cho được con cá bạc tỷ mà Bùi Đình Thắng cùng với đám thủy thủ đánh bắt được từ Ban Trưa tại cửa Ba Lạt nằm giữa Nam Định và Thái Bình. Biết tin mẹ Thắng ở nhà thực hiện lễ cúng bái là một phong tục của ngư dân vùng biển mỗi khi đánh bắt được cá quý hiếm như để tạ ơn lọc quý mà biển cả đã bàn tặng. Lễ cúng cầu kỳ kéo dài từ chập tối đến 21 giờ vẫn chưa kết thúc. Trên mạng tàu, Thắng cùng với anh em thủy thủ cũng thấp nhang hướng ra biển vãi lạy tạ ơn Hà Bá. Khánh vãi xong, họ ném hết lọc xuống nước, biết ơn vô cùng những gì mà mình đã đánh bắt được từ biển. 23 giờ đêm, tàu mang các quý cặp bến, bốn thành niên trẻ khỏe được giao nhiệm vụ khiêng cá lên bờ, đặt lên bàn căn, cá nặng đúng 70 kg. Quan sát vậy mép bên và ngoài, vàng óng, vẩy mép dưới, đỏ tía, bụng chắc. Nhiều người đi biển kinh nghiệm đoán đây chính là cá thủ vàng đực. Con đực giá trị hơn con cái rất nhiều, Bóng bóng to, thịt lại dày đặn. Ai ai cũng chắc mầm, hy vọng về một nguồn thu được từ bán nó. Cá thủ vàng quý lắm, hiện còn rất lại rất ít. Không chỉ có chất lượng dinh dưỡng cao, cá còn có được ứng dụng trong phẫu thuật làm chỉ khâu tự tiêu. Tùy theo độ dài của cá thủ vàng có thể mua, với giá hàng chục ngàn đô la một căn. Riêng vậy của cá thì người ta có thể hết giá tới 300 triệu đồng trên một kg. Đại gia bí ảnh trả giá cả tỷ đồng để sở hữu con cá quý. Sau khi biết tin Bùi Đình Thắng tìm được cá quý, thì gia đình của anh đã rào tiền khắp nơi để khảo giá, tìm người mua. Tin tức cũng đến tay mấy vị đại gia ở Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, truyền thu mua cá vàng để họ trả giá. Tuy nhiên, con cá được khiêng lên bờ, một vị đại gia tên Tuấn là người Hải Triều Thái Bình đã đổ chiếc hộp đắt tiền trên đề thành sơn, đợi ngay trước cửa nhà thắng. Nhiều người rỉ tay nhau, ông Tuấn truyền thu mua cá thủ vàng bắt được tại hai tỉnh Nam Định Thái Bình. Với sự nhảy bén cùng với mạng lưới thông tin nhanh, ông Tuấn luôn có mặt kịp thời trước mỗi thường vụ thu mua cá. Nhìn thấy con cá quý trên bàn canh, ông Tuấn gặp riêng bố của Thắng là ông Thành. Thẳng Thánh mời gia đình ông trả giá. Nhớ về chuyện xưa chục năm về trước có người bán cá thủ vàng với giá trăm triệu, vừa cho ông Thành quyết định đẩy giá lên tới 1,4 tỷ đồng. Nếu ông Tuấn thấy bất hợp lý, gia đình sẽ trả xuống còn một tỷ đồng. Ai ngờ vừa đưa giá ra, vị đại gia chỉ điềm nhiên nói với ông Thành, gọi vợ vào đếm tiền. Điều này khiến tôi giật mình, choáng váng khi con cá có giá bằng cả một tòa nhà lớn ngoài thị trấn Diêm Điền. Nghĩ về tương lai có vốn làm ăn, không phải lanh đen ngoài khơi, họ mừng rỡ vô cùng. Tuy nhiên, thấy ông Tuấn đồng ý quá nhanh, vợ ông Thành sợ hớ, bèn đẩy giá lên tỷ sáu vì cho rằng như vậy vẫn còn rẻ. Nghe vậy đại gia kia nói, đây là lọc biển ban, không nên mặc cả ắt sẽ mắt lọc. Để thuận đường đôi bên, ông đồng ý mua cá với mức giá 1 tỷ rưỡi. Thương lượng xong, vợ và con rể của đại gia vác một ba lô chứa đầy tiền đem về nhà, trả hết 1,5 tỷ đồng. Hoàn thành phi vụ bạc tỷ, thắng chia cho 5 người làm thuê, mỗi người 75 triệu đồng. Mấy năm vất vả sóng gió, người ngư dân có lẽ cũng chỉ kiếm được ngừng đó bán dòng cá mới phát hiện mình bị hớ. Sau khi giao dịch xong, các đầu nậu buôn cá thù vàng liên tục gọi điện đến cho Thắng. Biết chiều dài và cân nặng của cá là hàng hiếm. Một đại gia tại Hải Phòng trả giá 3 tỷ đồng, trong khi một đại gia tại Hà Nội trả 3 tỷ rưỡi. Cho biết là sẽ sớm có mặt tại Thái Thủy ngay sáng hôm sau để nhận cá. Nghĩ bụng có thể thỏa thuận lại với đại gia Tuấn về con cá để nhận quản tiền tranh lệch. Bùi Đình Tuấn, Bùi Đình Thắng cùng với cậu ruột phóng xe máy sang tiền hải để tìm gặp ông ta thương lượng. Họ hy vọng là đại gia này sẽ bán lại con cá với giá 3 tỷ đồng để kiếm lời thêm 500 triệu đồng nữa. Tuy nhiên đại gia Tuấn nói rằng đã chở con cá lên tại thành phố Thái Bình ngay đêm hôm đó. Sau đấy thì một xe đông lạnh đã chở loài cá quý này bay thẳng lên sân bay nội bài để chuyển qua nước ngoài. Còn thị trường đó là Nhật Bản, Hồng Kông hay Trung Quốc thì ông ta cũng không biết bởi vì bản thân chỉ là đầu mối cung cấp. Ông cũng cho hay, gấu con cá chưa được chuyển đi, ông cũng không bán lại với giá 3 tỷ đồng. Dù đã buôn cá thủ vàng nhiều năm nay nhưng chính đại gia Tuấn cũng không hiểu tại sao loài cá này lại đắt đến như vậy. Ông chỉ nghe máy tay buôn nước ngoài nói là bong bóng cá có thể chữa được bệnh ung thư, vậy cá thì có thể dùng để làm đồ trang sức đắt tiền. Còn loài cá này có thể lớn đến bao nhiêu thì ông cũng chịu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.